Xin chào anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đấy, anh Toàn chào mọi người ấy. Mình cũng đang mệt lắm mà các bạn. Mình và anh Toàn đang đi câu các bạn ạ. Anh Toàn anh vừa mới sắm quả, gọi là quả cần này từ Trung Nguyễn review à? Hả? Ngày hôm nay quốc dân. Mình với anh Toàn đang đi câu. Đây, lấy anh đóng phát vào đây này. Tránh nhau được. Hôm nay em mình đang đi câu các bạn ạ, thì bất ngờ mình nhìn thấy một con diều đứt. Mình đang bảo Minh đi nhặt con diều bé tí con, mình bảo Minh đi nhặt sang bên này review thả cho các bạn xem nhá. Minh anh cầm cả dây nhá. Không, ở đây tôi có dây cước rồi. À, được. Tí lấy dây cước thả luôn anh em ạ. À, chỗ này thì nó đang gần mưa. Chắc con diều này của anh em thả về bên này nên nó đứt sang bên này, đang bảo Minh đi nhặt các bạn ạ. Đi nhặt để mình lấy dây cước mình thả các bạn ạ. Con này chắc chỉ thả dây cước thôi mà cái dây cước câu nó dai lắm. Đang buồn đang chán ngồi cá nó không cắn anh em, tự nhiên lại thấy con diều nó đứt. Con diều này nó bé thôi, khả năng là mọi người cũng không đi tìm đâu. Thế mình nhặt về đây mình review quay cho bạn xem, trông cũng hay phết đấy anh em ạ. Chỗ này nó đang bão. Gió mưa. Gió mưa anh em ạ, gió mưa gió dông ấy, không phải là bão. Mưa dông giật. Đấy, cô Toàn vừa hôm qua mới xin giới thiệu các bạn vừa mới đi sắm cái cần ăn đi sắc 10 mét, vừa được giặt 2 cái rồi. Mình vẫn ngậm ngùi lấy giờ, lép bé lắm. đang đợi mình nó đi nhặt diều sang đây anh em ạ. Đây anh em ở đây với mình, xong bắt đầu nhìn mình cầm này. Minh ơi, cầm đây khéo nó gãy. Đây bên này là cần luôn. Hả? Luôn. Trắng xóa như này nhìn lại dễ đúng không? Lâu lắm rồi không có cảm giác giật cá này các bạn, quá lâu rồi. Hôm nay cá đi ăn mạnh ấy, thời tiết nó mát không? Nào, đâu rồi? Không lo cho nó gãy luôn đấy chứ. Câu cầu cá đây, mình đứng trên bờ thả diều cứ chụp trăm phi cao. Đây nha mọi người, đẹp phết đấy. Diều tặc. Hả? Diều tặc nhá. Đây là diều tặc, đây là thằng diều tặc nhá anh em nhá. Đây là một con diều, con này nó thả chỉ này là đứt. Đứt. gỡ dây ra xem mà. Mình lấy dây cước câu cá mình thả tép luôn các bạn xem. Trời, bầu trời đang đen kịt anh em ạ. Gió này có loại này có chở 8 mét lên thoải mái, 10 mét luôn. Nào, con này thì không phải đâm anh em ấy. Diều của anh em nào liên hệ ngay với mình để nhận lại nha các bạn nhá. Mình không có nhặt diều én làm gì đâu. Chẳng qua là đang ngồi chán. Ai da. Làm bằng nan chổi. Làm bằng nan chổi. Ai da. Nghèo giữa. Đang ngồi. Mình không nhặt diều làm gì đâu, đang ngồi chán thì tự nhiên lại thấy con diều nó đứt đâu xem mà. Lên. Ui, đánh gấp luôn. Khéo nó phi đây. Các bác câu cá phải đi ra bên này này. Đâu? Bên này. Khéo. Cá người ta phao đang lún phi bụp phát vào. Lên này. Đây em thấy không? Đánh gấp bao giờ? Diều A không? Quay. Đánh cấp bầu trời. Các bạn lên đầu tư một con như thế này để chơi thả những con sói như thế này. Ông mới thả cái dây nó bé quá đây này, dây chỉ. Nhưng mà lông đôi này. Chỉ lông đôi này. Chỉ may. Nó chả đứt. Cái loại này nó gặp gió to một tí nó. Ôi. Quá tuyệt vời luôn anh em. Quá cân. Mình ở bên cái khu này gọi là Liên Tân Bố Hạ anh em. Bờ đê Liên Tân Bố Hạ. Anh em mà chủ con diều này liên hệ ngay với mình để lấy lại nhá. Quá tuyệt vời luôn. Đây là cái con diều mà mình thấy mà nối từ trước đến giờ các bạn ạ. Một con diều tre. Không phải nối không? Một con diều tre nối từ trước đến giờ. Nối. Ừ. Nối bằng nan chổi mà đẹp nhất các bạn ạ, đẹp nhất. Táp lẫy, tao thấy nó trắng ở góc này này.
Giờ nó ra đây rồi. Không đi đào Mỹ rồi. Không, giờ này không phải của đào Mỹ. Giờ này của sông Quán. Sông Quán. Về hướng sông Quán sang. Đỉnh không? Anh em ạ, con này nó cộng phải được cái dàn 21 quả. Quá đỉnh cao luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái dây cước câu mình thả cho anh em xem. Toàn này có cái dây cước nào không? Đang cột cờ ra, quay lắm. Rồi, cái chả diều ngay. Chả diều luôn. Thôi, con sống đi đây. Đâu? Đây á. 6 ly á. Đây á. Ta để đây. Đấy, ui dây, lấy dây câu thả luôn. Đây. Lấy dây câu thôi thả luôn. Đoạn này các bạn ạ. Diều toàn thả phát là chui bay luôn này. Quá cân mình nhiều. Mình có nên mối lẹ dây nè. Làm tí. Mối dây và làm tí nha anh em nhé. Ra góc này thả. Cho mình một câu. Em đi ra đây tôi cho anh em xem một điều này. Kéo trong này nó chưa buộc cái toạc. Ây giời. Ui giời. Không quay luôn, không quay luôn nào. Anh em đây là cấp chưa? Là cấp bầu trời chưa? Làm sao cứ phải 1 triệu 1 mét. Đây tôi không mất đồng nào. Vâng, nó thua là cũng quay rồi. Nó làm bằng đan chổi anh. Vậy. Vậy. 1 triệu 1 mét đó bằng cái con không mất đồng nào chưa? Đan chổi này, đuôi còn thẳng tưng không quăng không cong. Đồng đoạn dây anh em ạ. Tôi hiện tại con diều này mất thì tôi không tiếc, tôi chỉ sợ tiếc dây thôi. Nào, cho lên tí thôi, nữa. Cho lên thôi. Tí nữa cho anh em ngắm luôn đi. Thôi để thế thôi. Nào. Đấy, thì thôi. Út. Quay rồi, quay rồi. Ôi, gió quẩn thôi, gió quẩn quay thôi, nhưng mà bình thường nghe nó đứng nó quay thôi. Nghe đất của em. À, của em à? Vâng, với đất tổng. À, ôi, gặp chú cháu luôn đi nhá. Em chết rồi, mày muốn lấy mày ra ngay đây, hỏng rồi. Quả này về quả này phải chuộc mặn. Cái con này, con này đỉnh anh em ạ. À. Không biết quay là gì. Ai giời. Anh em ở đâu? Em kia. Anh kia. Vâng, đúng rồi. Đấy là thả nó trắng trắng phải không? Ua 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 ua. Ê, ê. Không để em thả chỉ chậm thôi đó. Đây anh đang phải lấy dây câu cá. Dây câu cá để thả đấy. Mà một lúc bốn kia. Dừa mà. Nào, mình sẽ. Thôi anh em ơi, chủ họ đến rồi mình có thả không? Đây thôi anh, em để anh thả đấy. Thôi cầm thôi này giả này. Anh lấy làm gì? Đùa. Ui. Thôi thôi đẳng cấp vậy. Video to gió này em không thả. Anh em mà nói thật với các bạn, nên làm con diều bé như thế này mà để nó đứng như thế này là hơi bị ác ấy. Gió to này ai làm được đâu mà. Ui, công tớ này. Nó chỉ đảo đều thôi. Ui, bắt đầu quay rồi. Ui, chỉ nằm vòng thôi. Ui, xuống, thôi dùng rồi. Xuống hẳn rồi. Mưa rồi. Xuống hẳn rồi. Thôi thôi anh trả cho anh em. Anh em học lớp mấy rồi? À, lớp 11 à? Gần nhất chào lớp 11 anh em ạ. Đấy, đang đi câu, đang không được cá. Tự nhiên mình ngồi. Con diều. Gặp ngay con diều rồi. Ngay con diều đứt. Thấy anh trả à? À, đi cũng đi tìm. Vâng. Toàn đây ra vô đi, toàn đây, mưa rồi.
quá, tôi chết rồi. Mưa hơn. Mày quay đâu rồi? Đây. Ôi. Đâu? Ôi. 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 Anh em về rồi anh em ạ. Ôi. Thôi thôi anh về đi giờ. Tôi chịu rồi. Ôi đẹp à. Ôi ôi ôi. Anh em ơi. Anh em ơi, mưa rồi. Thôi diều thì nó đã về với chủ rồi. Các bạn nhìn anh em cật chủ chạy. Ngồi xuống. Xuống, cái này vào điện thoại anh. Mưa rồi anh em ạ. Thôi mình ấy rồi. Mình xin phép kết thúc video tại đây thôi anh em ạ. Vừa lấy đến giờ thì mình cũng đã. Đây còn cái này không? Vừa lấy đến giờ thì mình cũng đã trả diều cho chủ diều. Mình tưởng nó không đi tìm. Con diều con nó đi tìm anh em ạ. Chắc là con này đẳng cấp. Đó, đấy. Đấy, con này đẳng cấp cho đâm ra là em nó mới đi tìm. Con diều thì đã về với chủ rồi. Cho nên là anh em mình xin phép kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye.